tất cả. Ngẫy, nghiêm. Thì cũng chỉ còn một tháng nữa là Tết. Mấy đứa có muốn đồ đẹp không? Dạ muốn. Mấy đứa có muốn có tiền không? Dạ muốn. Thì nghe chú dặn nè. Chút nè. Dạ. Con muốn á, Tết này có tiền nhiều và có đồ đẹp bằng không? Dạ muốn. Còn Thắng nè. Có. Con có muốn Tết này con có nhiều tiền và nhiều đồ đẹp không? Dạ muốn. Còn Vi nè. Con có muốn Tết này có nhiều tiền và nhiều đồ đẹp không? Khoa có muốn không? Còn con có muốn Tết này có nhiều tiền, nhiều đồ đẹp và nhiều đồ chơi không? Dạ muốn. Ừ. Thì nghe lời chú dặn nè. Thì Tết nhất mình lại nhà người ta, mình chúc Tết người ta, mình chúc những cái câu nói thì sao đó cho nó thật nhiều ý nghĩa và thật nhiều may mắn cho người ta, thì người ta vui, người ta thích, người ta mới lì xì cho mình tiền thật là nhiều. Mà hình như chú nhớ là bên kế bên nhà chú có bà Bảy, thì nhà bà giàu dữ lắm. Tụi con coi, tụi con qua chúc á, nói này kia cho ý nghĩa vô. Dạ nhớ nè. Dạ. Là chúc cho bà sống lâu trăm tuổi nghe không? Dạ. Rồi giải tán. Chú chở. Cái gì con? Hình như bà Bảy năm nay bà 99 tuổi rồi đó. Vậy hả? Thấy mẹ kêu mấy đứa lại giùm tẹ đi. Bảy ơi, bảy.